có rất nhiều cha mẹ những bậc phụ huynh ở Việt Nam thì luôn luôn lo lắng rằng là có lẽ một cái một cái điều mà đã hẳn định trong suy nghĩ của mọi người rồi là người Việt Nam thì chúng ta không thể cao lớn được như là các nước khác thì điều đó có đúng hay không có phải là chúng ta đã mang một cái bộ gen quy định về chiều cao cho người Việt Nam hay không ạ thì xin mời phó sư Lê Việt Mai thực sự là cái việc mà mong muốn con em mình có một cái chiều cao đạt chuẩn thì thực sự đó cũng là một nguyện vọng rất là chính đáng. Tuy nhiên nếu như chúng ta quá lo lắng về cái tiềm năng gen di truyền của trẻ em Việt Nam, nó không như là các cái quốc gia đang phát triển khác để làm chúng ta chùn bước trên cái con đường để chúng ta thực hiện cái niềm à, khao khát à, rồi là hoặc là chúng ta sử dụng cái bộ gen để chúng ta biện hộ cho những tình trạng trẻ em chúng ta bị thấp chiều cao thì thực sự là chưa hợp lý và chưa khoa học. À, tôi xin đưa ra hai minh chứng như sau. À, minh chứng thứ nhất thì một nghiên cứu đã được tiến hành tại Pháp là một người quốc gia rất là phát triển tiến hành trên những cái trẻ em Việt Nam được sinh ra gốc Việt là bố Việt, mẹ Việt nhưng mà em bé đó được mang thai tại nước Pháp và được nuôi cho đến khi mà hết cái tuổi mà bé có thể tăng trưởng được chiều cao thì cái chiều cao của những người Việt Nam được sinh ra tại Pháp như vậy thì không thua kém các nước châu Âu là bao nhiêu và vượt xa chiều cao của trẻ em ở trong nước Thế một cái minh chứng thứ hai đó là cái minh chứng về cái nghiên cứu tại Việt Nam Thì chúng ta thấy rằng từ năm 1938 cho đến những năm cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ 20 Thì cái chiều cao của người Việt chúng ta gần như là không tăng Suốt 50 năm trôi qua chiều cao của người Việt Nam chúng ta vẫn thấp, vẫn bé như vậy Và có lẽ điều ấy cũng làm cho các quý vị phụ huynh có những cái suy nghĩ như vậy Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là từ năm 1990 đến năm 2010 thì chúng ta đã nhận thấy cái sự thay đổi về chiều cao của người Việt Nam Nhưng với một cái gia tốc tăng trưởng rất là à, hẹp Tức là nó vào khoảng từ 1 đến 1,5cm trong một thập kỷ Nhưng dẫu sao chúng ta cũng đã bắt đầu mừng Tức là chúng ta thấy người Việt chúng ta có thể cao hơn So với người Việt của những cái thập kỷ trước Và một cái minh chứng hơn nữa Đó chính là vào tháng 4 năm 2021 Với cuộc tổng điều tra trên toàn quốc của Viện Dinh dưỡng Đã được Bộ Y tế công bố tức là chiều cao của thanh niên Việt Nam ở cái độ tuổi 18 đối với nam là 1m68 1m68,1 1m tức là cái sự gia tăng lên tới 3,5cm trong vòng chỉ có 10 năm thôi điều ấy rất là ngoạn mục và điều ấy để cho chúng ta còn chăn trở băn khoăn rằng bộ gen của người Việt là người Việt phải mang gen người Việt chứ thì bộ gen của người Việt sẽ làm cho chúng ta con chúng ta sẽ thấp bé nhạy cân thì thực tế đấy không phải là một căn cứ có khoa học và cũng rất mong các bậc phụ huynh cũng không nên à, quá lo lắng và chúng ta tin tưởng rằng cái thấp cái cái thấp chiều cao ấy không phải là thuộc tính di truyền của người Việt bởi chiều cao chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố yếu tố di truyền chỉ đóng vai trò vào khoảng 23% thôi nhiều nghiên cứu khoa học đã minh chứng rồi bên cạnh đó chúng ta còn tới gần 80% tức là tới 77% cái yếu tố mà liên quan đến tiềm năng tăng cao ấy không nằm trong bộ gen có nghĩa là nó là những yếu tố có thể thay đổi được. Đó là những yếu tố liên quan đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, một chế độ vận động phù hợp, một giấc ngủ đủ, ngủ sâu rồi cả những cái yếu tố môi trường tránh đi những cái căng thẳng. Tất cả bốn cái yếu tố đó đóng góp tới gần 80% cái việc tăng cao của con em các quý vị. Thì vậy thì tại sao chúng ta lại phải quá lo về vấn đề gen di truyền để rồi chúng ta ngừng đi những cái hành động, những cái can thiệp để chúng ta làm cho con em chúng ta có thể cao lên. Và chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất là mong muốn để làm sao chúng ta có được một cái sự đồng hành cùng với những bác sĩ về dinh dưỡng ở Nutrium chúng tôi, những bác sĩ về vận động ở Nutrium chúng tôi để làm sao giúp cho con em quý vị có thể tối ưu được tới 80% Và cái cái tiềm năng tăng chiều cao có thể có được trên nền tảng di truyền chỉ đóng vào 23% Vậy thì 80% tiềm năng để tăng chiều cao nằm trong tay mỗi chúng ta, mỗi quý vị phụ huynh, mỗi bác sĩ dinh dưỡng, mỗi người à, bác sĩ về vận động để làm sao giúp cho con em chúng ta có thể tăng lên để chúng ta có được những cái thế hệ trẻ à, những cái thế hệ tương lai với không chỉ thông minh về trí tuệ mà còn đẹp cả về vóc dáng nữa.